Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ comeback solo squad nha. Lâu lắm rồi mới bắn lại solo squad anh em ạ. Đường bay thì nó hơi xấu một tí. Bắn sự kiện nhưng mà lại bay vào cảng hơi đèn các bạn. Không sao. Thì cảng cũng rất là đông tại vì đầu đường bay mà. Mình nhìn sơ qua thì có tầm 2-3 team rồi đấy. Cũng được anh em ạ. Lát nó chạy ra hồi sinh nữa thì cũng là nhiều kill phết đấy. Nếu mà mình lục được hết. Ở dưới nhà mình có một người, nhầm hai người này. Đâu, một ông chạy qua bên kia rồi. Còn một dưới nhà này. Ú à. Hi, chào cậu. Bất ngờ không? Bạn này không có gì luôn ạ. Vâng, phía ngoài cảng là hơi đông. Vâng, còn ông bạn của thằng kia nữa. Lốt đồ rất chăm chỉ luôn anh em ạ. Đây, lựa đồ này. Rồi, yếu này. Mình nhìn không kỹ cầm khẩu gì lên tay nhưng mà thôi không sợ anh em ạ. Mình có sốc ăn mà. Chạy à? Their vehicle is smoking. Chạy với chúng tôi này. Đùa đấy. Chạy cái gì mà chạy? Ơ. Lắc cái gì? Bò vào đây. Này bò vào đây. Bò vào đây nói chuyện. Lắc cái gì mà lắc? Không chịu bỏ kìa. Tính vác vào anh em ạ. Chết luôn rồi. Mình nghĩ là ông này tính lăn lên cứu đồng đội đấy. Thôi kệ. Chúng ta sẽ vào chơi đông cảng này. Nhặt nhẹ cái giáp. Và không có mũ anh em ạ. Tầm này mà một viên vào đầu thì dễ đi lắm. Sau lúc mình bước chân vào nghe nó yên ắng thế nhở. Trong kho có một ông này. Trên giàn giáo. Uầy, lộ mỗi cái đầu anh em ạ. Lộ thêm một chút nữa là đi rồi đấy. Nóc một này. Ô, nó đứng im rồi. Rồi. Bạn mà đứng im thì mình sợ đấy. Chứ là bạn đi rồi bớt bớt sợ rồi. Này thì cứu này. Ô kìa. Bạn nó lao vào xả thân cứu nha mọi người. Wow. Xịn vậy. Tình bạn diệu kỳ à? Ta đã hứa bền nhau nhưng năm tháng nhọc nhằn. Chạy đâu bạn ơi? Dừng lại đi. Nếu là đã là bạn thân thì nên lên bảng đếm số cùng nhau. Trời, thế mới là bạn thân chứ nhỉ? Tình huống là xả thân cứu đồng đội đánh giá điểm 10 đấy nhá. Wow, hơi đông nha. Ok. Vâng. Thằng này chạy hay nhờ ạ. Đấy. Làm sao mà chạy được. Anh em mua keo 5-2 nhổ vào nhá. Hơi mù mắt tí. Đây đồng đội này cứu mày. Xoay hết vào thanh chất thế này. Tầm này chắc cứu xong rồi nhau ạ. Mà mình nghĩ là cứu nhau sau gốc cây ấy. Đáp của bom vào. Uầy. Rồi, nóc 2 này. Còn bạn ở bên kia nhau ạ. Các bạn nhìn thấy con Godzilla chạy không? Nhìn nó tấu hài thật sự. Được phê nha bạn. Bắn boss này. Ui, vẫn còn không kịp luôn. Còn đồng đội bọn ấy nha bạn.
cứu làm sao được. Là lúc sau đồng đội xuống AFK luôn đi em ạ. Ảo thật đấy. Cứu đồng đội đi bạn ơi. Mình mút luôn này. Bot ạ. Ồ kìa. Mất luôn. Con này thì còn nha. Trời. Cứu đồng đội luôn hả? Này thì cứu này. Chắc là mình sẽ vào bo luôn. Bo hơi xa nha bạn. Vãi trưởng ạ. Sao lại quay đầu? Tưởng bạn chơi luôn này. Bạn đi quay đầu này. Nó chạy đến bên kia thì nó dễ thủ hơn anh em ạ. Thì từ từ mình đợi máu hồi nó lên một tí. Mình chơi nó luôn này. Ôi, vãi xoài, hai viên sốc tóe máu như thế mà không chết kìa. Game vô lý thật sự. Có ra, quay lại, chơi anh em ạ, khô máu. Thực ra mình cũng còn hồi sinh ấy. Pha đấy tôi cứ tưởng sốc dính hai viên là nó đi rồi nhưng không. Cuộc tình nó không phải như là mơ anh em hiểu không? Rồi. Bạn đi rồi này. Xin vĩnh biệt cụ. Đồ của mình nó cũng không lúc cái gì luôn. Không lúc cái gì mấy. Súng còn. Máu nước đi. Để mình lên xem đồ nó có gì. Phía trong khu nhà to có người nha bạn. M3 này. Cũng được. Cái khẩu sốc găn này bắn đầu game thôi. Chứ bắn cuối game cảm thấy nó cứ làm sao em ạ. Khi mà mọi người kiểu mặc đầy đủ đồ ba vào ấy. Thì mọi chuyện nó cảm giác là nó khác hẳn. Nó không giống như xưa nữa. Mình không còn được làm bố nữa. Ui, góc này đứng bắn cũng ok phết nhưng mà ngoài bo nha mọi. Mình vào bo cam lại nữa. Kiểu gì nó chả phải chạy vào. Không biết mà. Làm sao mà chạy được. Ờ, một ông nữa không biết chạy đâu anh em ạ. Nãy giờ mình thấy hiện kêu bắn nhau rất nhiều anh em ạ. Mình nghĩ là ngay khu cứu này. Chỉ có khu này thôi. Sao nghe yên lặng nhỉ? À đây rồi. Khá đông anh em ơi. Hai team. Hai này. Úi giời. Mất tiêu luôn. Còn đúng thêm một viên nữa kìa nốc ấy. Tóe máu như thế cơ mà. Nó trả bom mình em ạ. Trên tầng này có một này. Nó cứu ngay dưới đấy đấy.
trên tầng tầng lẻ anh em ạ. Ui nó cứu xong rồi. Chắc là mình nghĩ là mình nên đi bo anh em ạ. Bo sắp khép rồi. Tầm này mày bắn nhau có khi chết bo chứ chả đùa. Đấy, cứ để nó sóng vào bắn nhau tiếp sao đâu, vẫn có thể gặp nhau nữa mà. Tầm này bo cuối rồi. À, trong bo có cái chòi này. Chòi này đẹp thế, kiểu gì cháu người anh em nhỉ. Biết mà. Đâu này. Rồi, lia này. Kinh nhỉ. Hai tay kia có bất kỳ nhau ạ. Chắc là cũng tính chùa nó ai. Mình vừa chui lên đây chưa kịp thở, nó đã kê súng vào này. Tài thật. Rồi, dừng xe rồi. Đâu đó bên dưới nha bạn. Nhưng mà không nghe thấy tiếng chạy lên này. Chắc đi làm rắn rồi nha bạn. Hoặc là mở cánh lên trên. Nhưng mà cũng là làm rắn. Chắc chắn với các bạn luôn. Cái khu vực trên này cỏ nó cao ấy, làm rắn khó phát hiện lắm. Mình sẽ đi bo luôn này. Ngoài bo bắn nhau không ngon lắm anh em ạ. Mình toàn chết vì bắn nhau bo cuối thôi. Mà chết vì chết bo chứ không phải là bị nó bắn chết cơ. Nên rút kinh nghiệm anh em ạ. Chắc chắn là mình sẽ gặp hai con rắn bò cùng mình. Kiểu gì nó cũng bò lên trên này để kê mình vào bo ấy. Các bạn tin không? Tầm này không được ném bom với nhau ạ. Ném bom là nó thấy đấy. Vẫn chưa thấy chạy vào bo này. À đây. Vãi, bo nó ăn đi em ạ. Ô, ảo thật đấy. Vô lý thật sự. Ủa, mình bắn thế mà bo nó KS được kìa. Ghê rồi. Vẫn còn một nữa thôi anh em ạ. Có thể là nằm gần đây. Không thấy ai này. Chắc là không nằm gần đây rồi. Mình nghĩ là ở bên dưới. Bên dưới có chiếc xe này. Và là lạ nha. Trong xe có người à? Đúng thật này. Ui giời ơi, nghi lắm. Cái quả cỏ treo một bên thế kia thì đỡ làm sao được. Biết ngay mà. Rồi, cho tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi đến cuối video này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhá. Không nâng cúp được này. Ái trưởng game này bị làm sao. Lỗi hết cái này cái khác nữa. Phần nâng cúp nó còn không cho nữa này. Bực ghê á. Vâng, nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua ạc nhá. Còn các bạn muốn mua ạc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất. Các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn. Và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhá.